Nguyên Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, trong một dịp mình đi Âu Châu rất là nhiều đúng không anh Thắng? Nhưng mà Âu Châu nói hoài sẽ không bao giờ nói hết đúng không ạ? Cũng nói hết nhưng mà phải chăm chỉ chương trình. Dạ, vậy thì bây giờ mình tiếp tục mình nói ở Âu Châu thì hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn mình đi đâu anh Thắng? Chúng tôi có dịp đi qua Thụy Sĩ và chúng tôi có dịp đến cái thành phố Lucerne. Lucerne là một trong những thành phố mà tôi cho là đẹp. Dạ. Thứ nhất nó đẹp tại thành phố Thụy Sĩ nào cũng đẹp hết. Yeah. Cái lý do nó đẹp là nó nằm trên cái khu vực cái dãy núi Alm. Yeah. Alm là một cái dãy núi đẹp nổi tiếng trên thế giới rồi. Yeah. Thì thành thử những thành phố nào nằm trên đó thì tôi nghĩ đều đẹp hết. Yeah. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi cái đẹp của mỗi nơi đó nó đều có những cái đặc biệt riêng của nó. Yeah. Thì Lucerne nó cho tôi những cái cảm nhận đó là cái đặc biệt của cái không gian đây thì phải nói đến hồ. Yeah. Và khi nói đến hồ và chúng ta phải nói đến núi nữa. Yeah. Thành núi với hồ là những cái yếu tố tạo cho tất cả những thành phố ở bên Thụy Sĩ có những cái nét đẹp riêng biệt của nó. Chẳng hạn như Geneva nó cũng giống như vậy, chúng ta đến Zurich cũng giống như vậy, chúng ta đến Lucerne cũng giống như vậy. Nhưng mà ở Lucerne cái đẹp ngoài cái không gian thiên nhiên của nó thì người ta đã có những cái kiến trúc của con người xây dựng thêm vào đó. Thì đó là một trong những cái nét mà tôi nghĩ Lucerne nó có một cái văn hóa riêng của nó và đồng thời nó tạo cho người du khách cảm nhận được đây là một cái nét đẹp rất là lạ. Và chúng ta đến với Lucerne thì ngoài cái chuyện chúng ta thăm thành phố, một cái thắng cảnh thiên nhiên mà về sau được con người của Lucerne nó xây dựng đó, đó là cái đỉnh núi Pilatus. Dạ, nhưng mà Pilatus thì nằm ngay trong Lucerne luôn đúng không anh Thắng? Nó nằm phía ngoài của Lucerne. Dạ. Thì ra trong mỗi cái city nó gần cạnh nhau nhưng mà chúng ta vẫn nói là nó nằm trong cái gọi là bên Thụy Sĩ đó. Tỉnh người ta gọi là Canton. Dạ. Canton là tỉnh. Thành ra chúng ta đến với Lucerne nó vẫn nằm trong cái Canton Lucerne. Dạ. Nhưng mà Lucerne City thì nó là thành phố của Lucerne khác. Dạ. Thành ra nó nằm cũng gần đó thôi. Dạ. Chúng ta đi xe cũng độ chừng khoảng 20 phút. 20 phút, 55 phút thì chúng ta đến được với cái núi Pilatus. Nhưng mà nói đến Pilatus thì hôm nay muốn nói đến một cái chương trình đến với Nhất Anh cũng như đến quý vị khán thính giả là tại sao nói Pilatus. Tại vì thực sự đây đã được cái khu vực đó đã được cái chính quyền địa phương họ đã biến cái đây là một cái địa điểm du lịch. Và chúng ta có thể đi lên tới tận đỉnh núi. Và đặc biệt là cái ngọn núi Pilatus cũng đặc biệt lắm. Là chúng ta ngồi những quán cà phê ở dưới cái hồ Lucerne chẳng hạn. Yeah. Chúng ta đi đâu nó chung quanh đó, chúng ta đều được nhìn thấy cái Pilatus hết. Yeah. Tại cái ngọn núi nó cao hẳn lên, một mình nó đứng một cõi qua cái các hình ảnh mà chúng tôi gửi đến. Quý vị thấy nó có một mình nó đứng. Thành ra buổi tối ở trên đó mà thắp đèn, buổi tối mình ngồi uống cà phê ở dưới quán của dưới hồ đó, mình nhìn thấy được cái ánh đèn leo lét ở trên đó. Nhưng mà nãy anh Thắng nói là nó rất là cao nhưng mà thực sự cái độ cao của nó là khoảng bao nhiêu? Khoảng 2,4 cây. Dạ. Tức là 2.400 mét. Dạ. Khoảng đó. Dạ. Thì tuy nhiên cái đó là nó so với mặt biển. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta ở Lucerne được chúng ta đã ở trên một cái cao nguyên rồi. Dạ. Thành ra từ đó lên nó cũng chỉ thêm một số cái đoạn đường nữa thôi. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên thì đi đến Pilatus thì quý vị có thể có nhiều cách đi. Yeah. Thứ nhất chúng ta nếu mà đôi chân còn khỏe, chúng ta thích đi mạo hiểm, thích đi adventure, chúng thích đi bộ, đi hiking, quý vị có thể đi bộ được. Yeah. Đi từ phía dưới chân núi, tức là gọi là chân núi có nghĩa là dưới cái chỗ hồ đó. Yeah. Chúng ta có thể đi bộ dọc lên trên đó. Yeah. Và tôi hỏi những người đã từng đi bộ thì họ nói mất khoảng 4 tiếng. Yeah. 4 tiếng đi bộ cho những người trẻ. Yeah. Không? Còn nếu mà chúng ta lớn tuổi thì không biết được. Nhưng mà nếu mà không đi bộ thì mà du khách ví dụ không có sức để đi bộ thì đi làm như thế nào, ví dụ như bây giờ như cable car đi lên đó mình cable car. Cable car. Yeah. Nhưng mà cable car phải nói nó có hai ba loại cable car nữa. trong cái khu vực đó, tức là trên cái đường đi của nó, đặc biệt là cái khu vực của Pilatus nó cho quý vị cảm nhận được nhiều cái cách đi khác nhau. À. Cái lý do đó là cái ngọn núi khi mà chúng ta đi lên đó có chỗ nó rất là dốc thì nó cũng dốc lắm. Yeah. 48 độ. Yeah. Không, một cái góc mà 48 độ là cái dốc ghê lắm chứ không có phải coi thường được. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta đi với cái độ dốc 48 độ thì chúng ta không thể đi cable car được. Yeah. Mà chúng ta đi một cái loại cox rail. Yeah. Tức là nó bò lên, nó bám cái răng cưa đó, nó có cái răng cưa để nó kéo nguyên cái xe đi lên. Yeah. Và qua cái hình ảnh chúng tôi gửi qua quý vị có thể hình dung được cái xe nó chạy như thế nào. Chúng ta ngồi cái xe mà trong cái xe nó cũng design cái ghế ngồi cũng dốc nữa. Yeah. Tức là mình phải ngồi dốc như vậy thì đang mình mới thẳng. Yeah. Đúng không? Nếu mà mình ngồi dốc theo kiểu mà dưới thẳng ở dưới thì mình lên là bị dốc. Yeah. Thành thử cái đó là cũng một cái cảm giác rất là đặc biệt để chúng ta đi cái gọi là cái nhưng mà ngồi trong đó thì có sợ không anh Thắng?
Thực sự thích thú thì hơn là sợ, tại vì mình cảm nhận được cái gì của bên Thụy Sĩ họ làm đều an toàn hết, thành ra không sợ. Nhưng mà cái cảm nhận mà tôi vừa trình bày là chúng ta đi ba loại cây bồ ca khác nhau. Đó. Thì một loại là giống như cái răng cưa nó kéo lên, đó. Và cái loại đó là loại mà dốc nhất. Còn cái loại đi đường dài hơn đó, là chúng ta có thể sử dụng cái cây bồ mà có hai người hay bốn người ngồi trong đó, nó như cái hộp nhỏ cái rồi mình kéo đi chạy, thì đó cũng là một trong những cái được nhìn view dưới chân mình. Nhưng mà khi càng lên cao thì bắt đầu nó đổi một cái khác, là chúng ta phải vào trong một cái cây bồ ca lớn. Cái cây bồ ca lớn có thể chứa khoảng 70 người, 70 tới 75 người, và từ cái đó kéo thẳng lên trên cái khu vực đỉnh núi Pilatus. Đó, thì đó là một cái nguyên cái chuyện mà chúng ta đến núi mà chúng ta không leo cũng đã là một điều thích thú rồi. Thành ra chúng ta chỉ có đi để thưởng thức cái cảnh của nó, chứ không phải là quan trọng là chúng ta đi để mà lên tới nó như thế nào, đúng không? Chứ không phải chúng ta cần phải gọi là quá dùng là... cái đôi chân mình để thử. Mình nếu mình khỏe thì vẫn không sao hết. Nhưng mà còn nếu chúng ta lớn tuổi, chúng ta có thể muốn xem một cái không gian của cái đỉnh núi Pilatus, nhìn xuống cái thành phố Lucerne ở dưới như thế nào, nó đẹp lắm. Đẹp lắm. Thành ra dĩ nhiên cái đẹp của nó thì không có thể diễn tả bằng lời được. Tại vì chúng ta đứng ở trên đó và chúng ta nhìn được những cái không gian ở dưới chân mình, hồ, rồi rừng xanh, rồi có những cái đời sống xung quanh nữa. Thành ra những cái đường ngoằn ngoèo của người ta làm thành có những con đường để ta đi bộ lên đó, thì cũng tạo cho mình một cái cảm giác rất là lạ. Nhưng mà đặc biệt trên chúng ta trên đường đi cái cây bồ ca, chúng ta có thể nhìn được những hình ảnh của những người thích mạo hiểm leo núi. Họ bám vào núi, họ leo lên, thì đó cũng là một cái môn thể thao mà hết sức là nguy hiểm nhưng mà rất nhiều người thích. Thì đó cũng là cái mà tùy theo ý thích của mình thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được những cái hình ảnh đó. Và nhanh cảm ơn anh Thắng, và hẹn anh Thắng trong phần 2 mình sẽ nói tiếp nhiều hơn về cái đỉnh núi đó nha anh Thắng. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và khi mà du khách khi mà lên tới tới đỉnh núi thì cái cảm nhận của anh Thắng lúc đó là như thế nào anh Thắng? Nếu nói nhất anh ở trên đỉnh núi có cả hotel thì chắc anh nghĩ là sao? Có luôn hả anh? Thành thử cái đó, đây là một trong những cái khu vực du lịch của Thụy Sĩ mà. Thành thử người ta đã trên đó người ta xây một cái hotel không lớn lắm, nhưng mà có hotel để cho du khách nào thích ở trên đỉnh để nhìn xuống dưới đồng bằng. Thì ở trên đó có hotel. Và dĩ nhiên ở trên đó là có những cái tiệm ăn, cafeteria để chúng ta có thể nghỉ chân. Và đặc biệt là đôi lúc có những cái người nghệ nhân đó, có thể của thành phố họ gửi lên, họ dùng những cái loại ống ống thổi giống như kiểu mà cái ống loại kèn rất là dài. Và cái đặc biệt đó là vì có vùng mà của người Đức với người Thụy Sĩ họ sử dụng cái loại kèn đó, thì đôi lúc chúng ta may mắn chúng ta được xem những cái music của cái thành phố ở trên đó. Tuy nhiên thì phải nói thêm, khi chúng ta lên đó, cái chúng ta là cái đặc biệt là chúng ta đi lẻn lỏi trong cái ngõ, trong cái đường núi thì người ta đã đào sẵn rồi. Và qua một cái vài cái video clip chúng ta nhìn thấy đó, khi mà đi lẻn lỏi như vậy đó, chúng ta có thể nhìn được cái view đã được người ta làm thành cái window để cho người ta xem dưới. Và khi mình đi như vậy đó thì mình bắt đầu mình phải leo lên trên đỉnh, thì cái đỉnh chỗ đó mà được leo lên đó là cái đỉnh cao nhất của Pilatus. Nếu tôi nhớ không lầm khoảng 2.412 mét hay gì đó, tôi không nhớ rõ. Nhưng mà lúc đó khi mà lên cao như vậy á, thì cái giống như là cái mình thở có đều được không hay là như thế nào? Cái độ cao mà khoảng 2.4 cây đó thì chúng ta chưa bị cái ảnh hưởng lắm, chúng ta không thấy được. Hơn nữa là ở ngay khu vực đó thì nhất anh biết đó, Thụy Sĩ núi tuy cao nhưng mà xung quanh toàn là rừng với là gì, hồ không à. Thành ra cái không khí nó cái oxygen nó vẫn tốt chứ không có phải làm mình khó thở. Tuy nhiên thì khi chúng ta lên càng cao như vậy đó mà chúng ta được đi cái cảm nhận của mình đi lên lỏi trong đỉnh núi. Và chúng ta khi mà chúng ta lên trên cùng đó thì chúng ta thấy cái đỉnh nó cao nhất được như vậy. Và đã được người ta cũng làm nó thành nơi đứng để chúng ta có thể chụp những cái hình cái kỷ niệm. Và đồng thời đi ra rồi bắt đầu chúng ta lại đi xuống núi. Đó là cái đi của cái Pilatus để chúng ta có thêm cái cảm nhận là chúng ta đi lên cái đỉnh rồi đó.
Thế tuy nhiên mà quý vị nào mà muốn đi thám hiểm thêm nữa, muốn đi thêm nữa thì vẫn có những cái đỉnh khác gần đó, chúng ta có thể đi bộ, chúng ta có thể đi 1-2 tiếng đồng hồ như không. Thành ra cũng rất là thích thú. Và hồi nãy anh Thắng có nói là mình rất là nhiều cách để mà đi lên cái đỉnh Pilatus đó, từ cái cable car cho tới những cái xe dốc, rồi hay là mình có thể tự đi bộ lên. Nhưng mà nhân muốn hỏi là ví dụ như những người thường du khách là thích trải nghiệm mà đi bằng cable car đó, thì trong đó có bao nhiêu người đi? Hầu như phần lớn là ai cũng đi cable car lên. Nhưng mà đi ý là trong một cái cable car đó là khoảng chứa được bao nhiêu người? Thì cái nhỏ thì chứa khoảng 4 người đến 6 người. Còn như mà chúng ta vào một cái chặng thứ hai thì phải qua một cái cable lớn, cable car lớn. Thì chúng ta phải đi một cái lớn thì cái đó phải chứa khoảng 70 người. Như vậy thì từ dưới chân núi cho đến khi đỉnh núi là mất khoảng bao lâu để mà đi lên tới? Thì chúng ta đi tất cả như vậy cũng phải gần tiếng đồng hồ. Thế tuy nhiên chúng ta phải để ý cái này, đi lên như vậy có thể chúng ta mất khoảng 30 phút thôi, nhưng mà chúng ta phải xuống nữa. Thành ra thường thường đó, cả cái đường cable nó đi như thế này, chúng ta đi lên một đường như thế này và chúng ta xuống một đường khác. Thành ra chúng ta đi lên bằng hai loại cable, vừa cái loại 4 loại nhỏ và cái loại lớn chứa một xuống lượng người lớn đó. Rồi sau đó chúng ta xuống dốc bằng cái phía bên kia, là xuống một phía mà nó dốc nhiều hơn đó, 48 độ đó, thì chúng ta đi bằng cái xe đó xuống. Hoặc là chúng ta có thể đi cái xe đứng ngược lên và chúng ta đi cây bồ kê xuống. Tức là chúng ta lên một bên núi và chúng ta xuống một bên núi. Thì ra là chứ không phải là mình chỉ đi lên một đường là mình xuống. Không, mình muốn đường. Đi mình cũng được, mình đi đó mình cũng được, nhưng mà mình không có. Mình phải đi thử nghiệm nhiều mình, cái. Đúng rồi, thử nghiệm nhiều cái rồi mình biết hai cái view nó khác nhau. Phía bên này núi và bên kia núi, hai cái không gian đó mình nhìn hai phía núi khác nhau hết. Thành ra đó là một cái mà chúng ta chỉ có nước đi qua với cái Pilatus chúng ta mới cảm nhận được cái đó thôi. Rất là thích thú. Vậy thì còn có điều gì ở Pilatus mà anh Thắng muốn chia sẻ với khán giả không ạ? Đã đến Lucerne mà chưa đi Pilatus thì chúng ta là một sự thiếu sót. Dĩ nhiên Lucerne là một thành phố, nó cũng có thêm một vài cái địa điểm để chúng ta có thể đi xem những cái di tích lịch sử của nó, đến những cái gọi là cái biểu tượng của nó. Tại vì đây thì người Thụy Sĩ thường thường được biểu tượng bằng cái con sư tử. Thành ra chúng ta đến Lucerne chúng ta sẽ thấy được con sư tử nó nằm chết một cái đau đớn bên một cái hồ. Và cái đó là một cái biểu tượng khác cho sự dũng cảm của người Thụy Sĩ. Thành ra người ta nói lên được một cái tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của họ. Tại vì khi mà họ nhận cái đồng lương của một cái vị vua nào đó, tôi nói ví dụ như những người ngự lâm quân của vua Louis XVI đã nhận đồng tiền của nhà vua và đã nhận làm cận vệ quân cho nhà vua, và họ đã không bảo vệ được nhà vua và họ đã bị thảm sát hết ở ngay trong cái gần cái khu vực của thành phố Paris, ở ngay cái vườn Tuileries. Thì những cái chết đó thì đã được người ta ghi khắc lại, người ta làm cái hình ảnh. Và đến Lucerne chúng ta thấy được cái điểm mà biểu tượng một con sư tử nằm chết rất là đau đớn, khuôn mặt của nó hằn lên những cái sự mà vẫn còn cái trầm uất, là nó không bảo vệ được nhà vua. Thì cái điều đó cho chúng ta nhận thấy một cái tác phẩm, nhưng mà trong cái tác phẩm nó có một cái điểm văn hóa là nói lên được sự dũng cảm và trách nhiệm của cái người Thụy Sĩ. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và hy vọng có dịp thì khán giả sẽ được tới Thụy Sĩ và cũng như cảm nhận được những gì mà anh Thắng đã chia sẻ trong ngày hôm nay. Xin kính chào anh Thắng. Cảm ơn Nhất Anh và xin kính chào quý vị thính giả.